Rồi chào anh em buổi sáng nha. Đây là con máy 5018, hôm qua mới nhận hợp đồng đi Thanh Hóa ha. Bây giờ máy này chút nữa sẽ kiểm tra sơ sơ cho khách. Ghi rửa này nữa. Cái này thì nó kèm theo ủi sơ cài. Rồi chào anh em nha, đang chuẩn bị thay nhớt con máy cài này ha. Thì thay xe này thay nhớt không à, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, đang xả nhớt ra nha anh em. Cái sân dậm vài cái là xong. Xin chào anh em nha, bây giờ chiều cho nên hơi tối. Cái máy này thì nó có dần cài, dần sới đẹp lắm nha. Và dần ủi đây ha. Đó, đây là máy thái 100%, em có giấy tờ hải quan đầy đủ hết luôn nha anh em, không thiếu một giấy gì hết. Đây cái dàn sới máy tấm 3F này của Thái nè, cũng mới sơn nhẹ nhẹ cho khách thôi nhưng mà nó còn đẹp lắm, sơn nó chống xét gãy sau này thôi. Đó, chữ Thái hết luôn nha anh em. Còn máy đây. À, máy còn đẹp lắm. Rồi bắt đầu em lên cái máy cài này nha anh em. Giờ lên đêm luôn, khách gấp quá rồi. Lên để về cho kịp luôn. Cài 5018 nha anh em. Giờ bắt đầu lên máy đây. Giờ bắt đầu dê lên xe tải lớn ở đây ha, đợi sẵn rồi. Bữa nay Việt Nam đá chung kết SEA Games này nè. Đây. Đó, bật đèn sáng lên nhìn nó bật. Rồi đang chạy vô nha anh em. Máy cài thì vô quá ngon rồi, còn dàn cài dàn xế chút nữa sẽ cẩu này cẩu lên nha anh em. Rồi ngon lành, cảm ơn anh em nhiều. Rồi vô lúc trong rồi đó nha anh em. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800 m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.